Bỏ ăn bỏ uống, nghiêm khắc khổ hạnh khiến ta gần như mất mạng. Ta muốn chứng được chân lý cao tột thì phải cần đến thân thể này, chứ không phải để nó chịu hết mọi sự hành hạ. Bậc tiên nhân có trí tuệ nhất cũng không trả lời được câu hỏi của ta. Vậy mà cô gái Sujata hồn nhiên ấy lại cho ta thấy được câu trả lời của mình. Lời nói của con ý nghĩa rất thâm sâu. Ta đã khổ hạnh, ép sát đến độ cùng cực nhưng mà vẫn không đạt được điều gì. Con đã đánh thức ta ra khỏi sự mê lầm ấy. Con chính là người thầy đầu tiên của ta. Love.